Theo thông tư số 05 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, giá trị của giấy phép lái xe bằng vật liệu PET có hiệu lực tương đương với giấy phép lái xe trên VNEID. Giá trị của giấy phép lái xe bằng vật liệu PET có hiệu lực tương đương với giấy phép lái xe trên VNEID, có nghĩa là người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNEID thay cho giấy tờ bản cứng khi tham gia giao thông để không bị phạt. Người dân vẫn có thể sử dụng giấy phép lái xe bản cứng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để xuất trình khi có cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.